Xin chào tất cả các bạn đang xem video trên kênh của Trần Huyền Trang nha. Chúc cho các bạn luôn xinh đẹp và khỏe mạnh. Ngày hôm nay thì Trang sẽ đắp mặt nạ nha đam và sữa tươi không đường để giúp cho da căng bóng và mịn màng hơn, hỗ trợ điều trị mụn nha mọi người nhé. Đầu tiên trước khi đắp mặt nạ thì chúng ta cần phải chuẩn bị các cái nguyên liệu như sau: nha đam này, sữa tươi không đường này, một cái mặt nạ giấy, mặt nạ khô nhé mọi người nhé. Nếu mà không có mặt nạ khô thì mình có thể quét trực tiếp cái mặt nạ này lên trên da bằng cái chổi quét này nha, một con dao để Trang bóc cái phần nha đam này ra nha. Đó, thì ta sẽ cái nha đam này phải rửa thật là sạch đi rồi nha mọi người nha. Trang sẽ lấy một miếng đủ để cho đắp ra mặt thôi, dư một xíu cũng được. Đấy, bóc cái phần vỏ phía ngoài đi nha mọi người nha, lấy cái phần thịt của nha đam thôi nhé. Trong các nhiều các cái video á, thì Trang có hay đắp nha đam. Mấy ngày hôm nay thì Trang không có ngủ được, da của Trang nó bị sạm đi và cảm giác da nó rất là khô và nó bị lên một số cái mụn mẩn li ti á. Thì Trang cứ hay khi mà da mà Trang bị cái tình trạng như này á thì Trang hay đắp mặt nạ nha đam với sữa tươi không đường này này, thì nó sẽ làm ẩm da, nó làm dịu cái da đi và nó hỗ trợ trị cái viêm của cái mụn đi á. Mọi người dầm cái này ra cho Trang nha. Dầm nát ra thì mình sẽ lấy được cái phần nhựa của cái thịt của cái nha đam này tốt hơn á, thích hơn á. Dầm nhỏ ra để mình đắp cho dễ. Trong cái nha đam này nó có rất nhiều là nhiều vitamin C với vitamin E á. Nó chống lão hóa cho da này, nó kháng viêm, kháng khuẩn và hỗ trợ điều trị mụn. Trang nghĩ là thế, tại vì đối với Trang dùng mụn mà điều trị nha đam rất là thích luôn nhé mọi người nhé, hợp cực kỳ luôn đó. Đó, mọi người dầm như thế này để lấy cái phần thịt của nha đam ra cho Trang nha. Còn sữa thì nó sẽ giúp cho da của chúng ta mềm hơn á, và nó cấp ẩm cho da ấy, rất là thích luôn. Đối với cái da mà đang bị khô, bị sạp sạp như Trang, chắc là do Trang nằm điều hòa nhiều quá, thì mà dùng đắp cái mặt nạ này là cực kỳ là phê, chữ E kéo dài luôn nha. Lấy cái phần thịt cho Trang nha. Quan trọng là lấy cái phần nước này này đó, thì Trang dùng dao thì nó hơi khó. Ai mà hợp với cái nha đam này là sẽ rất là thích đắp luôn á. Nha đam này có nhiều công dụng lắm, ngoài việc làm đẹp da chúng ta có thể ăn với cả điều trị bệnh nữa đấy nha mọi người. Mọi người hay làm sữa chua nha đam ăn cũng rất là ngon. Đây, Trang sẽ lấy một cái lượng thịt như thế này được rồi nha mọi người nha. Đây, tại vì da của Trang đang bị mụn, bị viêm á, thế nên là Trang phải cái lúc mà làm mặt nạ thì Trang phải làm rất là sạch, tay cũng đeo găng tay để không bị nhiễm khuẩn. Đây, mình sẽ chỗ này chắc khoảng là hai thìa nha đam, thì Trang sẽ cho thêm một thìa sữa tươi vào nha mọi người nhé. Thực ra đắp mặt nạ thì mình ước chừng thôi, cũng không cần thiết phải công thức kỹ quá đó, tầm này thôi. Được rồi. Rồi, sau khi mà được cái hỗn hợp này rồi á, thì mình trộn đều lên nhé, trộn thật đều lên. Rồi, để đây. Bước tiếp theo là chúng ta phải đi vệ sinh mặt nha mọi người nhé. Trang vừa mới đi rửa mặt sạch xong, thì đối với cái da của mình trước khi đắp mặt nạ là để mà không bị lên mụn, không bị viêm da mọi người, phải rửa mặt thật là sạch, không là sẽ bị phản tác dụng ngay, vì khi mình đắp lên nó sẽ bít cái lỗ chân lông mất một thời gian đó. Thế nên là mình phải rửa thật sạch và tẩy sạch tế bào chết đi. Đối với da mụn thì mọi người nhớ là mình trước khi rửa mặt mình phải tẩy trang đi, xong dùng sữa rửa mặt, sau đó mình dùng tẩy tế bào chết nha mọi người nhé. Thì với cái hỗn hợp mặt nạ nha đam với sữa tươi này thì Trang sẽ có hai cách đắp. Cách đắp thứ nhất thì Trang sẽ dùng cái mặt nạ khô này, thì Trang dùng cái dạng này thì nó sẽ riêng biệt hơn và không dùng cái cả một gói lớn á. Khi mà dùng một cả một gói lớn Trang bóc ra, Trang không dùng một thời gian, Trang cảm giác là cái mặt nạ mình sợ nó bị nhiễm khuẩn, và nên dùng cái loại này cũng rất là tiện nha mọi người nhá. Xé cái mặt nạ giấy này ra nha, rồi nhúng vào trong này là nó sẽ hút cái phần nước nha đam với cả sữa vào trong đây, nó sẽ nở cái mặt nạ ra nha mọi người nhá. Ngâm chừng khoảng 1 phút thôi là cái mặt nạ nó mềm ra ngay.
Đây, sau khi điểm một hồi thì cái mặt nạ của Trang nó bắt đầu nó nở ra rồi nha mọi người nha. Đây, mình sẽ dỡ cái mặt nạ này ra, mình đắp lên trên da mặt nha mọi người nhé, để cho nó thấm hết vào cái mặt nạ này. Sau khi mà cái mặt nạ nó đã thấm cái hỗn hợp nha đam với cả sữa tươi này rồi á, thì mọi người căng ra rồi đắp lên trên da mặt nha mọi người nhé. Đây. Đây, Trang đắp nha. Ôi, thơm quá, như cái mùi của em bé luôn á. Như thế này nhớ mọi người đi nằm nha. Trang đang hướng dẫn thì Trang ngồi xong thì đắp xong thì mọi người nằm thư giãn 20 phút nhá. Không cần để lâu đâu, để 20 phút thôi. Thơm, thoải mái, dễ chịu lắm. Cách thứ hai là chúng ta sẽ bôi luôn cái trực tiếp cái mặt nạ này lên trên da của chúng ta nha. Cách này vừa nhanh lại vừa hiệu quả, không cần phải chuẩn bị quá nhiều. Thì thực sự là cái mặt nạ khô thì nếu mà các bạn không có mua được thì dùng luôn như thế này, hiệu quả giống hệt, không có khác gì luôn nha mọi người nhá. Cứ khô thì mọi người quét thêm nha. Cái mặt nạ này mình cứ đắp thường xuyên, một tuần 3 lần cho Trang, thì da của chúng ta nó sẽ có đầy đủ độ ẩm, dưỡng chất. Nó sẽ giúp của da của chúng ta nó căng bóng hơn, không bị khô. Và những bạn nào mà hợp với nha đam á, thì nó sẽ điều trị mụn cho mình rất là tốt nha. Cũng có nhiều bạn bị kích ứng với nha đam ấy. Không phải không có đâu, ngày xưa mình có bạn học là Trang rất là hợp với nha đam, nhưng mà bạn ấy là không hợp. Mỗi lần Trang đắp, có một lần Trang đắp nha đam thì bạn ấy đắp cùng bị lên mụn. Thì Trang bảo là chắc là do bạn ấy bị nội tiết thay đổi, lần sau bạn ấy đắp tiếp một lần nữa lại bị ngứa, bị lên mụn, thế là sợ luôn. Nhưng mà Trang này lại hợp với nha đam lắm, nên là trước khi mà đắp mặt nạ mọi người cũng nên test thử. Mình có thể test thử xuống cái vùng cổ này khoảng độ 10 phút, mà nếu mà mình không cảm thấy ngứa khó chịu á, thì mọi người có thể dùng được nhá. Thì đối với cái dị ứng cái nha đam này nó cũng nhẹ nhàng thôi, mà không có ảnh hưởng đến da của mình đâu, hơi ngứa một xíu thôi, nó không giống như mình bị kích ứng hóa chất đâu nhá mọi người nhá. Bôi đều lên trên da, nếu mà khô thì mình lại bôi thêm, thoa thêm nhá mọi người nhá. Với cái phương pháp mà mình bôi luôn như thế này thì mình lại kết hợp massage được. Còn nếu mà mình mà đắp bằng cái miếng giấy kia thì mình lại không massage da mặt được. Đó. Thì trong cái lúc này thì chẳng bỏ chối xuống, Trang sẽ dùng tay nha, massage lên trên da luôn nhé. Trong cái video trước thì Trang cũng có hướng dẫn massage da mặt đó. Mình nên massage da mặt một chút để cho cái cơ mặt nó được thoải mái, lưu thông được cái khí huyết của mình, giúp da của mình nó sẽ săn chắc hơn. Đấy, và cái massage đúng cách á, thì còn giúp da của mình nhá, ngăn ngừa lão hóa, nâng cơ, giúp trẻ hóa da rất là tốt luôn nhé mọi người nhé. Rồi sau đó là chúng ta sẽ đi rửa sạch mặt bằng nước hơi ấm một chút nhé mọi người nhé. Rửa bằng nước hơi ấm một chút xong mình giảm dần xuống, mình sẽ chỉnh xuống đến nước lạnh. Chứ mình không tạt nguyên nước ấm vào, nước nóng vào mặt hoặc là nước lạnh vào mặt nhé. Mình sẽ ấm dần, chỉnh dần xuống để cho da của chúng ta nó co dần lại. Đó, và nó sẽ khít cái lỗ chân lông lại nha mọi người nha. Giờ thì Trang đi rửa thôi. Cảm nhận của Trang sau khi mà đắp cái mặt nạ này á, thì da của Trang cảm giác nó mềm hơn, đầy đủ nước hơn, và cái da của Trang nó sẽ căng hơn. Và kết hợp cùng với cái massage thì cảm thấy là cái cơ mặt nó cũng được thoải mái, thư giãn hơn. Thì đây là cái cách đắp mặt nạ tại nhà và cực kỳ là hiệu quả trong cái việc mình chăm sóc da. Nếu như mà mọi người cứ duy trì đều đặn một tuần 2 đến 3 lần với cái đắp mặt nạ nha đam sữa chua này thì chúng ta sẽ cảm thấy cái công dụng hiệu quả của nó ngay. Còn nếu mà mình chỉ dùng một lần kiểu test thử ấy, sau là mình lại không dùng nữa, thì mọi người sẽ không cảm nhận được cái hiệu quả đặc biệt của cái phương pháp này. Vì cái phương pháp này có rất là nhiều chị em tin dùng lâu năm rồi, cũng rất là hiệu quả, nên là mọi người nên tham khảo với cách đắp mặt nạ này ở nhà nha mọi người nhé. Nếu thấy cái video này của Trang hay và hữu ích, nhớ là đăng ký kênh để ủng hộ cho Trang nha, và bấm vào phím chuông để được thông báo trong những cái video tiếp theo của Trang nha.
Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Chúc cho mọi người luôn xinh đẹp và có nhiều sức khỏe ạ.